Rồi, bonsai Kim Sơn thân chào nhà mình, chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Và thân mời nhà mình ghé xem giao lưu một số cây luôn nha. Cây cảnh bonsai về mình trang trí sân vườn. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết luôn nha. Còn mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn nha. Còn mã số nào chưa, nhà mình liên hệ với nhà vườn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Rồi nếu nhà mình thương mến nhà vườn thì cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên nhà vườn luôn nha. Rồi cây đầu tiên của tập này có mã số là 731. 731 là một cụm bằng lăng tím lá trung, sống khỏe luôn nha mình. Cái thân này nó cũng là thân sống nhưng mà nó mới có kéo sẹo thôi. Nó kéo sẹo thôi. Đây, nó kéo sẹo thôi nhưng mà nó chưa có bung mầm. Thì như cỡ tầm này thì mình về mình thọc mình ghép tường vi vô luôn cũng được. Còn mấy cái này thì ok rồi, cái này về mình chẻ mình ghép tường vi vô là tuyệt vời luôn nha. Còn không thì mình cứ để riêng thôi không sao, tại vì cái dòng này là nó đặc trưng cái là nó hoa thơm. Tổng hoa là 95. Cái thân này là hoành 36. Cây cao là 40. Bầu đất là 58. Chiều 58 nhân cho 40 luôn nha. Rồi, cụm này nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship luôn nha. 500k bao ship. Nhà mình xem ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Mã số 731 là một cụm bằng lăng tím lá trung. Sống khỏe luôn nha. 500k bao ship. Cụm liền cốt luôn. Bảy ba một 500k bao ship là một cụm bằng lăng tím lá trung sống khỏe. Rồi nhà vườn xin xuống cái này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu cây kế tiếp có mã số là 732. 732 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Thì cái cây này thì do lá nó còn non á, cho nên là cái lá nó vẫn còn sung, vẫn còn to, nhưng mà khi mà nó gần nắng thì cái lá nó cũng rất là nhỏ thôi nha. Tại vì cái da của cái thằng lá nhỏ là nó khác thằng lá trung. Cây này tổng hoành là 50. Hoành của một cái thân này là 26. Chiều cao là 35. Bầu ươm là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. Là một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. 732. 250k bao ship. Cây sống khỏe luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 733. 733 gồm có 3 cây. Bên này là 2 cây bằng lăng tím lá nhỏ mini sống khỏe và 1 cây hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn nha. 3 cây này nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship luôn. 1 cây hải châu lá nhỏ và 2 cây bằng lăng tím lá nhỏ luôn. 3 cây này nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship. 733 200k bao ship. Rồi nhà vườn xin xuống ba cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 734. 734 là gồm có một lô 5 cây bằng lăng tím lá nhỏ mini luôn nha mình. Cây sống khỏe luôn. 5 cây 200k bao ship. Bên nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha. Có cây này rất là đẹp luôn. Cây này mini rất là đẹp, lũa thép luôn. Đó.
Cái phần đây là phần khô lũa luôn nha, phần đây là phần khô lũa luôn, phần đây phần khô lũa luôn. Nói chung cái thân nào mà không có lá là phần khô lũa nha mà. 734 200k bao ship 5 cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe mini luôn. Rồi nhà vườn xin qua 5 cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 735. 735 gồm có 5 cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn nha, cây mini luôn. Thì cái có cái cây này là thân sống nó tới đây, còn từ đây đến đây là thân khô lũa luôn nha. Đây là một cái cành lũa thép luôn, rất là đẹp. 5 cây này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship 735 gồm có 5 cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. Cái đây là cái thân khô lũa tự nhiên luôn nha mình. Tới đây là thân sống nè, còn từ đây đến đây là thân khô lũa tự nhiên luôn. 735 250k bao ship. Rồi nhà vườn xin xuống 5 cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 736. 736 gồm có 2 cây bằng lăng tím lá nhỏ siêu lũa luôn nha. Nói chung những cái cây này là những cái cây lũa nhiều nhưng nó vẫn có sự sống luôn nha. Sự sống rất là mãnh liệt luôn. Đây, từ đây trở lên đây là thân khô lũa luôn. Nó chỉ còn mạch sống ở đây thôi, một cây. Và ở đây cũng vậy, đây là thân khô lũa tự nhiên luôn nha, từ cái gốc rinh của nó luôn. Rồi ở đây nó có cái thân sống nó lên lũa thép luôn. Cây này lũa thép luôn nha mình, lũa thép luôn, rất là đẹp. Rồi hai cây bằng lăng tím lá nhỏ lũa thép này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship. Hai cái cây này nó thể hiện một cái sức sống rất là mãnh liệt luôn. Dù cho như thế nào nó vẫn có sự sống luôn nha mình. Đó nên là cái bộ môn mà mình chơi bonsai có lũa nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong đời sống của mỗi người chúng ta luôn. 250k bao ship 736. Rồi nhà vườn xin xuống hai cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 737. 737 là gồm có 4 cây bằng lăng tím lá nhỏ mini sống khỏe luôn nha. Cây này rất là đẹp luôn, cái phôi mini này rất là đẹp, có lũa thép luôn. Nói chung mấy cây mini này cây nào cũng rất là xinh. Cây này cũng có lũa thép luôn nha. Bảy ba bảy, bốn cây bằng lăng tím lá nhỏ này bên nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship 737. Cây cao tầm 20 hơn nha mình, tầm 25. 737 250k bao ship. Rồi nhà vườn xin xuống bốn cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 738. 738 là gồm có 2 cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. Cây này có chiều cao 40 luôn nha mình. Đỉnh sống tới đây luôn nha. Cốt hoành nơi sơn đo đây là 15. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. Cây này có lũa thép âm thân luôn. Cây này có lũa thép âm thân luôn, rất là đẹp. Cây này cũng có một cành lũa thép luôn. Rất chi là mềm luôn. 738, 250k bao ship. Hai cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn nha mình. 738, 250k bao ship. Rồi nhà vườn xin xuống hai cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 739. 739 là gồm có một cây cẩm thị
form thiên nhiên sống khỏe và một cây bằng lăng tím lá nhỏ luôn nha. Cây này thì bên này là thân sống, bên này là thân khô lũa luôn. Hai cây này, cây này thì hoành 24, cây cao là 50, cây bằng lăng là hoành 29, cây cao là 33. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship gồm có hai cây, một cây cẩm thị và một cây bằng lăng tím lá nhỏ luôn nha. Hai cây này đều sống khỏe hết luôn. 350k bao ship, mã số là 739. 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin xuống cây hai cây này luôn. Rồi mã số 740. 740 là một cây bằng lăng tím lá trung sống khỏe luôn. Cái này về mình để rinh hoặc là mình ghép tường vi cũng đều ok luôn nha. Cây này có cái hoành bệ dưới này là 58. Hoành ở đây là 18 năm. Cây cao là 44. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 200k bao ship, xin nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Cây này có lũa thép âm thân ở dưới đây luôn nha. 200k bao ship, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Mã số là 740. 200k bao ship là một cây bằng lăng tím lá trung sống khỏe. Rồi cây này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xin tin ủng hộ nhà vườn luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ với nhà vườn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha. Và đừng quên, nếu thương mến nhà vườn, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất từ bên nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình.